thì con nói là mẹ ơi con muốn ăn mì xào, mẹ xào cho con ăn. Thì cũng xào xong với nó nè. Món nó dễ rồi nha. Xong rồi nó nói là mẹ xào dở hơn cô ba. Xin mời. Dạ, con chào cô. Dạ, con mời cô ngồi. Dạ, à, chào chị. Mời em ngồi. Chào cô, chào em. Bây giờ thì cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết được ạ. Chào cháu Quyền Linh. Dạ, dạ cô. Chào cô Lê Lộc. Dạ. Tôi thì bao nhiêu tuổi Nguyễn Thị Lư. 65 tuổi. Dạ. Ở từ Lễ Thiêu, huyện Thuận An. Và Bình Dương đó đúng không cô? À, hàng ngày lúc trẻ cô làm công việc gì cô? Mua bán. Dạ. Lo nuôi con vậy thôi. Bây giờ thì cũng tham gia chương trình. Thì có cái gì sơ sót chú chỉ cho tôi. Cô nói hôm nay mình cứ chia sẻ thật cô ạ. À, những câu chuyện về gia đình mình. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, em 35 tuổi, em đến từ Phú Giáo, Bình Dương. Dạ, chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì là 14 năm. Wow. Nhưng mà thật sự sống chung với mẹ chắc được khoảng 8-9 năm gì đó. Một thời gian khá dài luôn đó. Dạ, em có hai bé trai. Bé lớn 14 tuổi và bé nhỏ 12 tuổi. Dạ, cô ơi, tóc cô đẹp quá ha. tóc bà trắng như mây. Dạ. Tóc cô nó bạc rồi, mới bạc đây hả cô hả? Bạc đều lúc mới đây hay sao? Bạc lâu lắm mà. Bạc từ nhỏ vậy. Hả? Lấy chồng 18 tuổi, ông cưới về. Cái là ông thấy bạc, cái ông nhộm riết tới bây giờ luôn. Từ hồi ông mất tới giờ thôi, để luôn, không nhộm nữa. Để gì nó đẹp hả cô? Mấy đứa trẻ giờ nó không có vậy, nó cũng nhộm vậy đó. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cô ấn tượng điều gì? Vì con, ví dụ như nó ưng đâu mình cứ đó, chứ không có ý kiến gì hết. Không phải, nhưng mà lúc con rể, ý con ruột giới thiệu con dâu đi, cô cảm nhận thế nào? Thì mình thấy cái chuyện của tụi nó không đâu mình cứ đó à. Biết rồi, nhưng mà cô thấy cái dáng người, cái mặt này nè, cô có cảm tình không hay là thấy ghét? Hay không là... có, thì mình con mình thương à. Thì cũng hỏi, cũng nói. Có nấu nướng gì cho mình không? Má nấu con ăn được, mà sao con ăn không được. Nó nói thôi, vậy để tao nấu cho mày ăn luôn đi. Vậy cho nó khỏe đúng rồi. Đó. Nó nấu nó ăn còn không được, thì mắc mớ gì mình ăn được. Chị có nhớ cái ấn tượng mà khi lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng không? Thì thật sự cái lần đầu tiên mà về nhà chồng thì không có được gặp mẹ, mà gặp chị hai. Chị hai chồng. Thì... về cái chị hai coi trước coi sau, cái chị hai hỏi nhà ở đâu rồi vậy, cái nói hết xong cái chị hai kêu là chị hồi về nghỉ, lúc đó làm công ty ở Yayaki đó. Dạ. Chị hai nói về nghỉ đi rồi mai làm việc tiếp. Thì khoảng một tuần sau á, ông chồng ông mới xách cái giấy mà để coi tuổi hai đứa đi qua. Ông nói là má anh đi coi tuổi rồi, hai đứa hợp cưới nha. Cái vậy là gật đầu cưới. Chị hai đó ha, cái cửa đó cũng mệt lắm á nha. Bởi vậy bây giờ mà em làm sai gì má không chửi em, má chửi chị không? Chị hai quan trọng nha. Sau đó về làm dâu là có bao giờ nấu trọn vẹn bữa cơm cho cô ăn không? Có mà con nó còn chê làm sao tôi ăn được. Thật sự em nấu thì món gì em còn nhớ không? Nấu canh chua, má làm ở thích ăn canh chua. Thật sự lúc trước khi mà cưới em về á, cái bếp ga em còn không biết xài nữa. Nhà em xài bếp củi không à. Lợi bật bếp ga để nấu á, thì không có biết bật, mà hỏi ba bà chị chồng thì mắc cỡ quá đi. Cái theo ba chồng hỏi là ba ơi cái này xài sao, thì ba chồng mới chỉ. Má nói là nấu canh chua là phải như vậy đó. Rồi má ngồi đó mới chỉ là phải niêm, ví dụ hai muỗng đường, hai muỗng bột ngọt, vẫn niêm giống vậy mà sao nó không ngon. Má chỉ hoài, nấu hoài mà sao nó không kỳ ngon. Vậy ta? Không biết làm sao nữa. Tới thậm chí tới bây giờ luôn cũng không ăn được. Hiện tại bây giờ nó hiện tại bây giờ luôn cũng chê, nó không con nó còn chê mà nó trời ơi. Nó nấu ngon kỳ ta. Vậy là do nguyên liệu sai. Không, nguyên liệu thì cho đúng rồi. Em cũng biết tại sao nữa chứ. Giống như cái bữa chủ nhật tuần rồi về thăm con đó. Thì con nói là mẹ ơi con muốn ăn mì xào, mẹ xào cho con ăn. Thì cũng xào xong cái nó món nó dễ rồi nha.
Xong rồi nó nói là mẹ xào dở hơn cô ba. Em coi là cái tình trạng nấu nướng của em sao mà nó đến mức tệ dữ vậy. Nhưng mẹ chồng nấu ăn ăn ngon không? Thấy ngon, biết ngon, nhưng mà tới mình làm không được. Hình như con cũng giống giống vậy đó. Đâu, con nấu được à. Con nấu mẹ con cũng ăn đàng hoàng, cũng nếm. Ừ. Nhưng mà im luôn. Về làm dâu rồi mẹ chồng nàng dâu thấy hợp những cái điều gì? Thật sự tới bây giờ em cũng không biết em với mẹ hợp điểm nào nữa. Nói thật ra là khi mà về làm dâu mẹ thì nhà mẹ có quán cà phê. Thì sáng chỉ biết 6 giờ hoặc 6 giờ rưỡi thức dậy là quét dọn từ trong ra tới ngoài hết, là mở cửa khách vô là bán. Bán xong mà tới 11 giờ đêm là đóng cửa là ngủ. Rồi hai mẹ con cũng ít có nói chuyện gì lắm. Chị có hay mua đồ tặng cho mẹ không? Không, thật sự là không có biết luôn. Ở chung với nhau 8, 9 năm, gần 10 năm ở chung với nhau mà chưa có nghĩ là mình hợp cái gì, mà chưa bao giờ có món quà tặng mẹ chồng. Thật sự là cái này là một cái thiếu sót nha. Dạ, nói chung là chắc là vậy, em vô tư quá, em không quan tâm gì tới. Lúc đó em chỉ biết nghĩ tới chồng em thôi. Cô có buồn không cô? Nó vụng về quá, thậm chí con nó chăm sóc cô không được. Cô... Nó đút con ăn mà nó đút cô không được nữa. Tôi cũng phải chỉ ôm kẹp nó vậy nè, nghiêng cái mặt lại đút từ từ. Kẹp cho mà nó cũng nó... phải chỉ nữa cô hả? Ừ. Có bao giờ cô quan tâm đến con dâu, cô dẫn con dâu đi mua cái gì hay là... Có chứ, nó bệnh đau tôi dẫn đi bệnh viện không á. Nó sanh á, tôi phải đưa đi xuống nhà thương Hùng Vương đàng hoàng. Dạ, Thiếu Điệp. Khám bệnh tôi cũng dẫn đi thành phố không. Thiếu Điệp mà cô đẻ giùm luôn đó hả? Ừ. Mẹ em ở trên quê á, là nói chung là cái thời của mẹ là không có được uống thuốc bắc giống như là mẹ chồng bây giờ. Thì tới khi mà em về có bầu em bé chuẩn bị sanh thì mẹ hốt thuốc bắc á, về mẹ nói là hầm ăn vô cho bổ em bé này kia, ăn riết mà ngán luôn. Rồi thấy mỗi lần thấy mà sợ, tại vì mẹ mua chân gà hầm mà nó nở như bằng tay người vậy nè, em thấy em sợ không dám ăn luôn. Riết mà ngán, cái mỗi lần mà hầm xong cái là má ơi giờ con không ăn nữa đâu, má nói là húp cái nước thôi, còn cái để má ăn. Mà hầm sao có chân gà mà nở bằng bàn tay người ta? Hầm bằng củi mà mấy tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ nó nở bự ra, ngán lắm. Anh tả sao nhìn cái chân gà thấy không quải luôn. Đúng cái giò heo. Lúc đó thì không có nghĩ gì đâu, tới sau này khi mà con mình lớn rồi, trải qua những cái gia dấp, cái cuộc sống vợ chồng, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy là má quan tâm mình nhiều, má lo cho mình nhiều, mà tại sao lúc đó mình không nghĩ ra. Đúng rồi. Lúc đó lúc nào cũng có suy nghĩ là bà là má chồng mà, bà không có thương mình bằng má ruột mình đâu, lúc nào cũng nghĩ như vậy. Đó, mẹ chồng quá tốt, lo từng miếng ăn giấc ngủ, đưa đi sanh đi đẻ. Thì kia bà đẻ được bà đẻ luôn cho cháu luôn rồi đó, là vậy là quá rồi. Cô bây giờ cô chủ động cô nói không? Tôi nói mà nó cứ nó khóc không à, nó nghĩ mình ăn hiếp nó làm sao. Đến khi nào chị mới hết cái suy nghĩ đó? Từ khi mà hai chồng em ly hôn. Em ly hôn xong mà ra ngoài ở riêng rồi. Con thì em để đó cho mẹ nuôi, em không có nuôi con. Thì thật sự hai đứa ly hôn mà ba chồng không biết, mẹ chồng cũng không biết. Hai đứa tự thỏa thuận, em nói là bây giờ em với anh không hợp nhau nữa, mình ly dị nhà, là hai đứa tự chở nhau lên trên đó nộp đơn ly dị luôn. Rồi dặn về dặn sống chung nhà. Đùng một cái là chồng em làm ăn rồi ổng cũng như là ổng ham chơi quá, đá gà rồi kia nọ. Rồi ổng mới bỏ đi về quê, quê nội, quê của ba là ở ngoài Bình Thuận á. Ổng về đó mấy năm á. Từ lúc đó là con cái mà về ăn học này kia em không quan tâm tới luôn. Em bỏ hết cho chị ba chồng, em lo cho con. Sáng em đi làm công ty là 6 giờ sáng em làm, tăng ca tới 6 giờ tối em về, là tắm rửa là thay đồ là bắt đầu em đi nhậu. Khoảng 2 năm trời như vậy. Đến mức vậy luôn em hả? Dạ, em không quan tâm gì nữa. Nó mày trời quá. Đến điểm cuối cùng á là má giận quá, má đuổi em ra khỏi nhà. Chồng em về thì ổng mới kêu là chở đi mua mà em không đi. Thì ảnh mới xách xe ảnh đi, xong ảnh đi luôn, ảnh không có về. Cái má mới chửi. Má mới chửi thì má nói là có kêu vậy đi mà cũng không đi. Thì lúc đó từ nào giờ thì nói chung má chửi là khóc, không có trả lời. Nhưng mà cái lần đó là lần đầu tiên trong cuộc đời trả lời má, xong má đuổi đi luôn. Nhưng tại sao để đến mức như thế mà không ai nói điều gì? Nó không nói, mình đâu có biết gì đâu nói. Nó không cho mình biết, nó nằm khinh, nó cứ nó đi chơi không mà mình biết cái gì đâu nói. Thật sự thì khi mới cưới về, chồng em tối nào cũng xách xe đi chơi hết á. Đi đến nỗi mà em biết riết, mà cái cảm giác của em là em gái hôm nay trời mưa cho to cho ông đừng có đi. Rồi nói hoài không được thì có lên nói với má là má ơi má la anh Tý giùm con đi, chứ con nói hoài mà tối nào anh Tý cũng đi chơi hết á. Thì má có nói vậy nè, má nói là nó là đàn ông trai mà phải cho nó đi ra đường, chứ không lẽ bắt nó nhà giống như mày sao được. Là từ lúc đó em không nói nữa. Em nói đúng lần đó em thấy mẹ không phản ứng là em uông luôn, em buông luôn. Anh hay đi chơi như vậy mà cô không có nhắc nhở. Không phải, tại vì mình nói mà nó không nghe. Được, thành ra mình thôi không thèm nói nữa.
dụ như người ta thì đặng chồng mất vợ, còn mình á thì đặng vợ thì mất chồng. Còn này chồng không lo, vợ cũng phải tốt luôn, thì tôi phải lo chứ giờ ai lo. Tại sao ít chia sẻ thế em? Ngày xưa thì em ít nói hơn bây giờ nhiều lắm. Chồng mình như vậy mà mẹ không nói, mẹ còn cứ lúc nào cũng nghĩ là mẹ còn binh chồng mình nữa, mình nói là mẹ không nói gì hết. Đêm nay ghi là ỷ lại chồng em, ừ chồng mình như vậy bây giờ mình không ấy nữa, bỏ không lo nữa, bỏ luôn thì nó đi tới đâu nó đi. Bây giờ cho anh gặp chị Hai chút được không? Dạ. Chị Hai chào chị. Dạ chào anh Quyền Linh. Theo chị Hai là cái gì, điều gì mà nó cách trở giữa mẹ chồng nàng dâu như vậy? Em dâu của em á nó khờ lắm. Khờ. Nó ở quê nó không có phải như mình ở cái khu mình phát triển, làm cái gì đó nó không có làm được là nó không dám nói, nó không dám hỏi luôn, đến làm thinh. Rồi em thì lấy chồng thì em phải theo bên chồng, em đâu có được ở chung với mẹ em đâu. À. Rồi lâu lâu em về á, cái em hỏi thì nó nói, nghe má nói trời ơi nó làm cái gì nó cũng bởi hết trơn, nó làm gì đụng gì bởi hết, má la vậy. Cái em khuyên má nói má ơi má dạy từ từ thôi. Rồi từ cái chỗ mà hai bên cứ là không có nói riết, rồi đi chơi rồi riết, rồi hai đứa ly dị, mình cũng không biết lý do nào luôn. Lỗi do những người thân trong gia đình, nếu như có sự quan tâm đó, kết nối đó thì không đến như ngày hôm nay đâu. Cô có bao giờ gặp bà Xui không? Lâu lắm bà mới tới một lần. Có bao giờ cô với bà Xui nói chuyện gì với nhau về cái chuyện cô con dâu này không? Tôi không có nói gì hết đó. Rồi bà kia có nói gì không? Bà kia cũng đâu biết gì đâu nói đó. Gặp chừng không phải lần à. Trời ơi, hôm nay tham gia chương trình, em có mời mẹ em tới tham gia không? Dạ có mẹ. Chào cô. Hồi nãy giờ cô nghe câu chuyện như thế, cô cảm giác thế nào? Thì nãy giờ cô nghe câu chuyện thì đó là con của cô nó quá khờ, thành ra nó không có biết đối xử sống với bên chồng. Cô cũng muốn nói với bà Xui là cái chuyện gì nó cũng đã qua hết rồi, thì bây giờ mong bà Xui thông cảm bỏ qua cho con. Có bao giờ cô khóc vì những cái gì mà cô con gái cô? Không, cũng như là mình, cô chỉ là buồn con mình nó khờ khạo, sống trong một gia đình cả 10 năm trời sống chung với mẹ chồng, nhưng mà những cái đau khờ khổ đau buồn của nó mà nó không nói cho mẹ chồng hiểu biết để mà giải hòa giải quyết cho con cái cho nó hàn gắn. Cái đó là cô chỉ buồn cho con của cô thôi. Nhưng có bao giờ nó không tâm sự, mẹ chồng có bao giờ tâm sự với mẹ ruột không? Không, nó dời, nó cũng không có nói gì. Dạ, cảm ơn cô. Lúc nào em cũng có suy nghĩ là ba mẹ sinh em ra nuôi em lớn là ba mẹ quá khổ rồi. Mình đừng có để là cái chuyện cá nhân của mình, riêng tư của mình làm cha mẹ mình buồn. Cho nên từ lúc đó là vợ chồng có như thế nào em cũng không bao giờ nói cho mẹ em biết. Chị có mong muốn là được đón hai cháu về ở chung không? Bây giờ nó cũng nói là con muốn về ở với mẹ, con không muốn ở với nội nữa. Thì ráng cho học hết hè này, năm sau là em sẽ đón con về ở với em. Sao thì cũng được hết, nhưng mà tại vì nó muốn theo ý nó, tôi biết nói gì giờ. Có thể kết nối giữa con cái, mẹ chồng, bà Xui, chị Hai, biết đâu ngày đó chồng em sẽ quay trở lại. Thực sự hai đứa ly dị này cũng 5-6 năm rồi, anh cũng vẫn như vậy, anh không thay đổi. Em chỉ muốn là ảnh nếu mà còn thương em, nghĩ tới con thì ảnh hãy thay đổi một tí xíu nữa để có cơ hội hai vợ chồng đoàn tụ để mà lo cho con, tất cả vì con. Em chỉ muốn vậy thôi. Vẫn còn mong muốn điều đó. Thật sự con làm dâu má tới thời điểm bây giờ là đã 14 năm. Từ trước tới giờ con chưa bao giờ làm cái gì mà gọi chung là cho má hài lòng. Cái gì má cũng lo, má cũng nghĩ tới con. Thì thật sự con nợ má nhiều lắm. Con nợ má một lời xin lỗi. Má lúc này má yếu thì con chỉ xin má đừng có lo nhiều nữa, má giữ gìn sức khỏe để má sống lâu trăm tuổi với con với tất cả mọi người trong gia đình của mình. Cô có muốn nói gì với con dâu của mình không cô? Muốn cho tụi nó sum họp đang lo cho con. Có thể bà Xui lên đây, chị Hai lên đây nào. Từ con làm dâu má nay đã 14 năm, từ trước tới giờ con chưa có bất cứ một món quà nào để tặng má. Con có món quà nhỏ tặng má, con hy vọng là má giận mà má vui. Má đừng có lo lắng cho tụi con nữa, tụi con lớn rồi. Đừng khóc nữa mà. Thank you.
Hai bà xui ôm nhau cái nào? Hôm nay lên tao quay cả nước biết luôn. Rồi. Khóc. Mình mở quà đi cô xem áo khoác hả? Mẹ mặc cái áo khoác này vô mẹ nghĩ là con dâu mẹ quan tâm mẹ lúc nào cũng muốn là mẹ khoác để cho ấm. Khoác cho mẹ đi em. Vui rồi con ha.